Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn bắt gặp nhiều vụ việc tử vong thương tâm do bị điện giật. Một trong những nguyên nhân thường thấy đó là nạn nhân không được cấp cứu kịp thời. Vậy khi phát hiện một người bị điện giật thì ta cần làm gì để không bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu người bị nạn? Trong chương trình ngày hôm nay, chuyên viên cấp cứu Đỗ Lạc An, Hội Chữ Thập Đỏ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng dẫn cho quý vị cách cấp cứu người bị điện giật. Trong trường hợp nạn nhân bị điện giật hoặc bị ngưng thở, ngưng tim, bị một tai nạn nào đó bất thường thì chúng ta việc đầu tiên chúng ta xác định được rồi, chúng ta ngay lập tức vào kiểm tra hơi thở của nạn nhân bằng cách một tay để ở trên trán, một tay để ở dưới cằm để bẩy cái đầu người ta cao lên sao cho cái cằm hướng lên trên phía trên. Sau đó chúng ta dùng một phần mang tay này để chúng ta kiểm tra hơi thở của nạn nhân, kiểm tra hơi thở trong vòng từ 5 đến 10 giây. 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và 9 và 10. Nạn nhân không có hơi thở thì ngay lập tức chúng ta định vị được cái vị trí này. Đây là phần hõm ức và phần xương ức, chúng ta chia làm hai phần bằng nhau và chúng ta đặt cái cườm tay lên phía trên, phía dưới 1/2 dưới của xương ức. Chúng ta ép mạnh hai tay và vuông góc với lại ngực của nạn nhân và ép mạnh xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Trong cái thời điểm mà dịch bệnh thì chúng ta không nhất thiết phải thổi cho nạn nhân, mà bắt buộc chúng ta phải ép đủ 100 lần trong một phút. Nạn nhân bị môi và miệng của nạn nhân, mũi và miệng của nạn nhân không thể thổi hơi vô được, chúng ta cũng ép tim cho nạn nhân 100 lần trong một phút để chúng ta không nhất thiết phải thổi hơi cho nạn nhân. Chúng ta chỉ cần ép tim từ 100 lần trong một phút và như vậy ép liên tục trong vòng một phút. Chúng ta kiểm tra hơi thở lại, nếu nạn nhân đã có hơi thở lại và có tim, nhịp tim đập lại, có dấu hiệu của sự sống thì chúng ta ngưng lại, chúng ta không làm nữa và đặt nạn nhân nằm nghiêng an toàn như sau. Một tay đặt vuông góc của nạn nhân, tay này để ở cằm. Tương pháp này giúp cho nạn nhân dễ thở và máu huyết lưu thông tương đối dễ dàng và đều hơn, vì lúc này trái tim sẽ rớt vào cái khoảng không và như vậy trái tim sẽ đập nhẹ lại và là làm cho nạn nhân dễ thở hơn và nằm nghiêng an toàn trong lúc chờ xe cấp cứu hoặc là chờ xe vận chuyển. Trong quá trình vận chuyển chúng ta cũng đặt nạn nhân nằm nghiêng như vậy để chúng ta vừa kiểm tra vừa theo dõi sắc diện của nạn nhân để chúng ta giám sát được cái hơi thở của nạn nhân, và đến bệnh viện thì người ta sẽ giao cho cơ sở y tế gần nhất hoặc là bệnh viện người ta sẽ xử lý tiếp theo. Đây là phương pháp CPR, chúng ta hô hấp nhân tạo tại gia đình và vận chuyển. Trong quá trình nếu xe đến mà nạn nhân vẫn chưa có hơi thở thì chúng ta tiếp tục ép tim ở trên xe, và đặc biệt là chúng ta nên vận chuyển nạn nhân bằng xe tải nhẹ để chúng ta có cái khoảng không ở trên xe, chúng ta tiếp tục ép tim cho nạn nhân khi đến từ nơi xảy ra tai nạn cho đến bệnh viện. Chúng ta cứ ép tim liên tục, đến bệnh viện thì chúng ta giao trả lại cho bệnh viện. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.